Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái tiết số 1 của tuần 25 vở luyện toán lớp 3 tập 2. Các em nhớ đây là tập 2 nha. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý cho việc tiếp nhận bài học chưa? Nếu mà sẵn sàng thì lúc nào cũng có hai cái bả bối, cuốn vở hay là cuốn tập ghi nhớ và giấy nháp để chúng ta làm bài. Được chưa? Và bây giờ thì sẽ không linh tinh và không luyên thuyên gì nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chu. Đấy, bài của ta này. Ta đến với cái bài số 1 này. Thì yêu cầu mình là nối hai cái đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều hoặc là buổi tối. Đấy. Vậy thì ở đây ta, chúng ta thấy nè, ở giữa nè là những cái đồng hồ số, đúng không? Phía bên tay bên này là những cái đồng hồ tròn chỉ bằng chữ số tự nhiên, và bên này là bằng chữ số gì? La Mã. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái đồng hồ thứ nhất này. Các em quan sát đồng hồ thứ nhất này. Kim dài chỉ số mấy đây? Kim dài chỉ thẳng số mấy? Số 9 nè, đúng không? Kim ngắn đi qua số mấy đây? Đi qua số 1. Đó. Gần tới số 2 rồi. Vậy thì ở đây sẽ là mấy? 1:45. Đúng không? Vậy thì 1:45 ta tìm đây có không? Không có. Vậy thì không có thì nó sẽ là bao giờ buổi chiều. Sẽ là 13:45. Đây. Được chưa? Đó, rất là đơn giản đúng không? Rồi, cái đồng hồ thứ hai nè. Kim dài chỉ số bao nhiêu? 20 mấy đây? 20 nè, 21, 22, 23, 20, 24 nè. Kim ngắn nè, chỉ qua số mấy? Số 8. Vậy thì có 8:24 không? Không có 8:24. Vậy thì nó phải là giờ buổi chiều hay buổi tối? Phải là 20:24 rồi. Đúng chưa nào? Đó, cho em nối vào nha. Rồi, cái đồng hồ thứ 3. Các em thấy nè, kim ngắn chỉ qua số 6, kim dài số mấy đây? Gần tới số 2. Đấy, thì chúng ta đếm nè, 5 nè, 6, 7, 8. Đúng không? Vậy thì nó sẽ là 6:08. Vậy thì 6:08 ở đây không có giờ buổi sáng, ta lại phải quy nó sang giờ buổi gì? Buổi tối. Đấy, sẽ là 18:08. Được chưa? Đó, xong nhá. Rồi, sang những cái đồng hồ La Mã ở đây. Các em thấy nè, kim dài chỉ số bao nhiêu? Đây là 10, 11, 10, 12. Đó, và kim ngắn nè, chỉ qua số mấy? Qua số 10. Vậy thì sẽ là 10:12. Và nếu không có 10:12 thì chúng ta phải quy ra là 22:12. Đúng không? Vậy thì chính là đồng hồ này. Đó. Rồi, sang đồng hồ tiếp theo nè. Kim dài nè. Các em thấy nè, đây là số mấy đây các em nhỉ? 1, 2. Như vậy đây là 2 phút. Kim ngắn mấy? Chỉ qua được số mấy đây? Số 3, rồi đến số gì? 4. Vậy là 4:02 có không? Không có 4:02 thì chúng ta phải quy sang giờ buổi chiều. Giờ buổi chiều đây sẽ là mấy? 16:02. Đây, chính là cái đồng hồ này. Được chưa? Đó. Ta kẻ nó sang. Và chắc chắn cuối cùng thì còn cái đồng hồ còn lại là 23:22. 33 phút. Rồi, chúng ta đã thực hiện xong cái bài số 1 nhá. Rồi chúng ta cùng đến với bài số 2 nè. Vẽ thêm cái kim phút để đồng hồ nó chỉ nè. Câu A nè, 9:18. Vậy thì trong quan sát ở đây không cần quan tâm tới kim gì, kim giờ nữa. Chúng ta chỉ quan tâm tới kim gì, kim phút thôi. Đấy. Vậy thì 18 phút, các em đếm này. 5, 10, 15 này. 15 đây đúng không?
16, 17, 10, 18. Vậy thì nó sẽ đứng ở cái vạch thứ gì? Thứ 3. Đấy. Sẽ là 9 giờ 18 phút. Đó. Được chưa? Xong nhá. Rồi. 5 giờ 7 phút. Chúng ta chỉ quan sát đến đây. Đây là 5 phút, 6 phút, 7 phút. Đó. Chúng ta sẽ cho nó ở vạch thứ 2 là 7 gì? 7 phút. Được chưa? Rồi. Xong nha. Rồi, 2 giờ 42 phút. 42 phút này, các em thấy đây 40 này. Đó. Vậy thì 41 này, vạch thứ 2 sẽ là 40 gì? 42 phút. Đó, các em nối nó vào. Đây sẽ là 2 giờ 42 phút. Được chưa? Rồi, xong nha. Rồi, chúng ta cùng đến với bài số 3. Bài số 3 họ cho mình như sau này. Có 30 quả trứng chia đều vào 5 hộp. Hỏi 3 hộp như thế có bao nhiêu quả trứng? Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta thấy này, 30 quả trứng và chia đều vào 5 hộp. Vậy thì giờ 3 hộp như vậy thì bao nhiêu? Vậy thì đây là dạng toán gì nhỉ? 30 quả này thì vào 5 hộp này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm là 3 hộp thì sẽ có bao nhiêu gì? Bao nhiêu quả? Vậy chúng ta đây là dạng toán gì các em? Rút về đơn vị thôi. Chúng ta sẽ tìm số quả trứng trong một hộp. Được chưa? Quá dễ rồi. Ta sẽ trả lời này. Số quả trứng có trong một hộp là, đấy, sẽ là bao nhiêu các em? 30 quả chia cho 5 thì sẽ ra được một hộp. Vậy thì 30 chia cho 5 sẽ bằng mấy? 6 gì? 6 quả trứng. Được chưa? 6 quả trứng. Rồi. Vậy bây giờ một hộp có 6 quả trứng thì chúng ta có tính được 3 hộp không? Quá đơn giản thôi. Vậy thì ý thứ hai hay lời giải thứ hai sẽ là số quả trứng có gì? Cái bút này hết mực rồi. Có trong trong gì? 3 hộp. Đó, có trong 3 hộp là, thì các em lấy số quả trứng trong một hộp là 6 nhân với 3 hộp. 6 nhân 3 là bao nhiêu? 12 phải không? 18 quả trứng. Rồi, và chúng ta ghi đáp số vào thôi. Vậy thì đáp số 3 hộp sẽ có 18 quả trứng. Được chưa? Đấy. Miền Bắc thì gọi là quả trứng, miền Nam các em gọi là trái trứng. Đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sang bài 40, à bài số 4. Đại thầy nhìn thấy số 40, nói 40. Một sợi dây điện dài này, dài 40 mét cắt thành 8 đoạn này. 40 mét được cắt thành 8 đoạn này. Hỏi 5 đoạn như thế thì bao nhiêu mét? Đấy, vậy thì cũng là toán gì các em? Toán rút về đơn gì? Đơn vị thôi. Khỏi cần phải giải thích, đúng không? Ta sẽ tiến hành luôn nhá. Một đoạn hay là số mét dây điện một đoạn là, hoặc là một đoạn có số mét dây điện là cũng được, đúng không? Ta sẽ trả lời này. Số mét dây điện một, cái bút này hết mực rồi các em ạ, thầy cố gắng viết hết cái bài này, một đoạn là, đấy, sẽ là bao nhiêu? 40 chia cho mấy? Chia cho 8. Vậy thì 40 chia cho 8 thì ai cũng chia được rồi đúng không? Sẽ là mấy nhỉ?
5 mét. Rồi bây giờ có một đoạn này dài 5 mét rồi thì chúng ta sẽ trả lời được là số mét giây điện mấy đoạn? 5 đoạn là học là 5 đoạn dài là cũng vậy thôi. Được chưa? Chúng ta thêm chữ dài đi cho nó rõ nhá. Dài là đó, không có giáo viên để bắt bẻ. Rồi, sẽ là 1 mét thì dài 5 à 1 đoạn thì dài 5 mét rồi nhân với số lượng 5 đoạn. 5 x 5 bằng 20, 25 mét. Được chưa? Và chúng ta có đáp số. Như vậy thì 5 đoạn sẽ dài 25 mét. Được chưa? Xong nhá. Rồi chúng ta đến với bài số 5 nè. Bài số 5 họ cho, còn bài số 6 không có đúng không? Cháu hỏi ông. Đấy. Ông ơi, năm nay ông bao nhiêu tuổi? Ông trả lời nè. Số tuổi của ông giảm đi 6 lần rồi bớt 6 thì được 6. À, vậy thì đây là dạng toán gì? Toán đố rất là hay đúng không? Mà các em có thể đi đố các bạn. Đúng không? Vậy thì dạng này thì thầy đã hướng dẫn các em rất là nhiều rồi. Gọi nè. Gọi tuổi của ông là A hay là X thì tùy theo các em nhá. Được chưa? Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta thấy này, theo bài ra mình sẽ có điều gì? Theo bài ra chúng ta sẽ có nè. Số tuổi của ông giảm đi 6 lần. Giảm đi 6 lần tức là tuổi ông nè là x nè. Giảm đi 6 thì các em phải chia cho gì? Chia cho 6 nè, được chưa? Rồi bớt. Bớt 6, bớt thì chúng ta lại phải gì? Trừ 6. Được chưa? Thì được 6 tức là bằng 6. Đó, vậy thì giờ chúng ta chỉ việc giải cái này thôi. Giải cái này thì sẽ ra tuổi của ông thôi, đúng không? Vậy thì sẽ là x chia 6 nè bằng nè 6 ở đây. Chúng ta chuyển sang bên này sẽ là cộng với 6. Được chưa? Vậy thì x chia 6 bằng 6 cộng 6 là 10, 12. Vậy thì x ở đây là số gì? Số bị chia sẽ bằng thương là 12 nhân với số chia là 6. Vậy thì x sẽ bằng bao nhiêu? 70, 12. À, vậy chúng ta trả lời. Vậy ông năm nay bao nhiêu? 72 tuổi. Đó. Thấy chưa? Rất là hay đúng không? Đó, học với thầy 2K là hay rồi đó. Vậy thì đáp số ông 72 tuổi. Được chưa? Xong nhá. Rồi như vậy chúng ta đã thực hiện xong cái tiết 1 của tuần số 25. Và các em nhớ là đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình nhá. Rồi, tạm biệt các em.